Chào mừng quý vị và các bạn tới chương trình bình luận diễn biến chiến sự trực tiếp trên bản đồ sáng thứ ba ngày 22 tháng 8, ngày thứ 544, cuộc chiến Ukraine. Chúc quý vị có sáng thứ ba vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ. Vâng, chương trình buổi sáng hôm nay của chúng tôi hơi muộn bởi vì buổi sáng chúng tôi tiện tay dắt dê làm một cái chương trình 30 phút về video, bình luận video chiến sự cho các quý vị thích xem những trận đánh đánh đấm lẫn nhau. Video mang tính chất thử nghiệm cho nên quý vị tiện theo dõi ở trong phần mô tả của video này cũng như là trong phần bình luận được găm đầu tiên, bình luận của chúng tôi đầu tiên trên video này nha quý vị nhé. Và cho chúng tôi những cái lời nhận xét cũng như là những cái đăng ký, chia sẻ, like, liếc, subscribe, subscribe để chúng tôi biết được là quý vị hứng thú với cái đó đến đâu để có thể tiếp tục phân bổ nguồn lực để tiếp tục cày phục vụ quý vị khán giả. Vâng, ngày ngày 22 tháng 8 rồi quý vị ạ. 22 tháng 8 là chỉ còn một tuần nữa chúng ta sẽ kết thúc cái tháng 8 này à, và cũng tương đương cũng chỉ còn tối đa một tháng nữa thôi để cho Ukraine có thể quậy, đúng không ạ? Có nghĩa rằng chúng ta đang bước vào những cái thời khắc quan trọng nhất của cuộc chiến này ở trong giai đoạn tổng phản công và có khả năng là quan trọng nhất từ trước đến nay, đúng không ạ? Trừ cái giai đoạn đầu tiên nga tấn công ồ ạt vào các mặt trận Ukraine thôi. Còn đến thời điểm này chúng ta thấy đây là một trong thời điểm quan trọng nhất ảnh hưởng tới cái cục diện của trận đấu sau này. Còn kể cả bác mút ấy, quý vị thấy là đấy là một sự kiện rất lớn nhưng mà cái tính chất bước ngoặt của nó lại không có. Đấy, nó chỉ là một cái tổn thất của Ukraine thôi. Nhưng mà cơ bản thì nó không định hình được tất cả những thứ về sau như tôi đã phân tích với quý vị trong suốt những ngày mà nó chuẩn bị sụp đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ chờ xem những cái diễn biến trong tuần này cũng như là trong phần còn lại của tháng 9. Đặc biệt là trong tuần này thì Ukraine sẽ phải tiến hành những hoạt động dọn dẹp, dọn dẹp chiến trường để chuẩn bị cái nắm đấm cuối cùng vào 2 tuần hoặc 3 tuần cuối cùng à, ở trong tháng 9. Đến thời điểm này thì với sự xuất hiện của ông Putin ở khu vực Rostock, on don mấy ngày trước quý vị cùng chúng tôi đã theo dõi cho thấy à, kết hợp với những chiến dịch tuyên truyền Uh, thông tin mang tính chất cả tuyên truyền địch vận thông tin sai lệch lẫn thông tin chính xác có thể phía nga đang thực hiện một cái chiến dịch cực kỳ lớn đúng không ạ có thể nói rất lớn uh, để mà theo gót ngay cái chiến dịch tổng phản công của cái này kết thúc hoặc nó đi vào cái giai đoạn nó gay cấn nhất Đấy, mời quý vị cùng xem trước hết chúng ta đến với những hoạt động tấn công uh, chiến thuật của hai bên trong ngày hôm qua thì uh, như chúng tôi cùng quý vị đã xem chúng ta vẫn thấy những ngày vừa qua à, đồng minh của Ukraine vẫn bay rất nhiều dẫn dập dìu ong bướm ở khu vực biển đen nhưng mà cũng chưa có hoạt động tấn công nào ở trên biển diễn ra trong suốt những ngày vừa qua phía Ukraine thì thông báo là thậm chí ngày hôm qua Nga còn xuất kích mấy cái con USV đấy và mấy con USV đấy thấy phía Ukraine còn bảo là cái đầu đạn của nó ấy, nếu mà nó phát nổ nó còn bằng mấy quả Iskander cơ. Đấy, cho nên bà con bây giờ đang rất cóng với lại cái loại vũ khí đấy của Nga. Nhưng mà không biết bây giờ phía Nga dùng cái đấy để phá cái gì Bởi vì bờ biển của họ cũng khá tan hoang rồi Còn vào đất liền Vâng, chắc chắn là sẽ có những vụ tấn công vào những cái sông, cái lạch đúng không ạ Những cái hầm ở biển, những cái nơi nào đó còn lại Chúng ta sẽ chờ xem phía Nga làm gì để có thể triệt tiêu toàn bộ những cái nguồn thủy lực của Ukraine Còn các cuộc tấn công trên không ngày hôm qua đến thời điểm này Chúng ta thấy là UAV Geran của Nga cũng đã bay dập dần khắp bầu trời Ukraine rồi chúng ta đến với những diễn biến từ phía Ukraine và phía Nga. Đây là hình ảnh của vụ tấn công UAV của Nga uh, của Ukraine vào thủ đô Moscow ngày hôm qua. Đây là một chiếc đã phát nổ, không biết là nó nổ như thế nào. À, chúng ta có thể xem. Chắc chắn là nước Nga không hề muốn UAV vào tận thủ phủ của mình để phát nổ, đúng không ạ? Cho nên chúng ta có thể thấy Ukraine đã phát triển một cái giải pháp nói chung Giải pháp nha quý vị nhé Có nghĩa rằng là nó cả về vấn đề uh, Nguồn lực đúng ạ à? Về vũ khí Về địa điểm phóng Về nhân sự Về sản xuất quốc phòng uh, Các cái vấn đề từ A đến Z cho tới vấn đề thông tin Đấy chúng ta biết là Sắp tới ngày kia là ngày quốc khánh Ukraine rồi Họ sẽ như lời họ hứa Họ sẽ phải tấn công toàn mặt trận Vào Moscow Vào nước Nga Bằng UAV Bằng USV cho so nên đây có thể là những đợt tấn công mang tính chất là tập huấn đúng không ạ? Có thể có tới hàng trăm cái UV tấn công liền một lúc vào sân bay, bến cảng, à, văn phòng rồi thậm chí là điện Kremlin. Chúng ta sẽ tưởng tượng sẽ có rất nhiều. Và phía Nga cũng sẽ có những cái gì đó dành cho Ukraine trong những ngày sắp tới. Và đây là hình ảnh sau khi nó phát nổ vào một tòa nhà chung cư thì nó rơi xuống gây thiệt hại với một cái vài thứ. Nhìn thì nó cũng không có cái gì đáng nói. Tuy nhiên một điều mà chúng ta thấy là tất cả những sân bay của Moscow đã phải đóng cửa. Đấy, quý vị thấy dã man không? Tất cả các sân bay dân sự phải đóng cửa trong trường hợp mà UAV nó có thể tìm tới các cái sân bay. Đây là những cái hình ảnh được làm bờ rồi về những cái vụ nổ và những cái vụ UAV nó chạy khắp nơi ở Moscow. À xin lỗi. À, có 3 chiếc UAV tấn công vào thì một chiếc uh, bị rơi ở Kaluga gần sân bay Kaluga sau đó hai chiếc vào Moscow một chiếc bị tác chiến điện tử một chiếc bị phát nổ ở đâu đó nhìn chung là thông tin nó khá là mập mờ chúng ta chưa biết được cụ thể nó như nào Đấy, một vụ nổ diễn ra ở gần sân bay Seremitio, vùng Nukovo, Moscow. 10 chuyến bay, 30 chuyến bay đã phải phải delay, 10 chuyến bay đã phải tạm uh, hủy. Đây là vụ nổ nào đó. phía Nga thông báo là uh, vụ nổ đó liên quan tới việc là phòng không của họ uh, tác chiến điện tử của họ đã chặn cái con viên đó sau nó lao vào một cái vật thể nào đó đại khái thì sau toàn cuộc thì nó không gây ra một cái thiệt hại nào đáng kể nhưng cái câu chuyện là nó làm cho gián đoạn rất nhiều thứ đấy là theo cái thông tin từ phía nga một vài tiếng nổ diễn ra trên bầu trời có khả năng là cái tiếng nổ của phòng không nga là chính Và như vậy là chúng ta thấy là ukraine họ tấn công rất nhiều còn đây là phía Nga, tấn công uh, UAV Geran vào khu vực Zaporizhia Một tiếng nổ phát ra cũng rất lớn, không biết là vào cái gì Và tại thời điểm vừa rồi thì cũng có cái tiếng nổ ở bộ nội vụ của Ukraine, ở vùng Kiev Vâng, rất buồn cười quý vị ạ Hôm trước thì ở bộ gì nhỉ, bộ tư pháp nhé ở cái cục người ta gọi là cái cục hình sự ấy, nghiên cứu hình sự ấy, cưa bom <laughs> cưa tên lửa đấy còn bây giờ thì lại nổ ở bộ nội vụ thì không biết là nội vụ thì cũng lại chắc là lại cưa bom tiếp hay sao vâng tổng hợp thêm một vài những cái video khác liên quan tới vụ tấn công uav của ukraine và moscow hôm qua Chúng tôi sẽ cố giữ những cái video nó nó ngắn như quý vị đề cập đề xuất và và chúng tôi đang đang cải tiến vấn đề đó nha quý vị nha quý vị cứ yên tâm kiên nhẫn chờ chúng tôi đang tìm công tức tối ưu để đưa các video bình luận diễn biến chiến sự buổi sáng xuống 45 phút buổi chiều xuống 30 phút và dành thời gian cho cái video ăn cơm khoai nói chuyện quốc tế một tiếng đồng hồ và ban đêm như vậy là theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga thì trong ngày hôm qua Ukraine đã tấn công được 3 đợt UAV và Moscow. Đợt đầu tiên vào lúc 6 giờ sáng giờ Moscow, một cái UAV có cánh cố định đã bị bắn hạ. Đến 8 giờ 16 phút thêm một chiếc nữa tấn công và cũng làm một loại UAV dạng cánh cố định tiêu diệt bị tiêu diệt. Cánh cố định là nó không phải là những cái loại nó kiểu quay trực thăng bánh bánh đâu Mà nó là cái cánh liền như là kiểu cái Gerand của Nga đấy Đấy, gọi là cái loại cánh cố định Và thường những loại đấy thì nó là cái loại mà nó có cái quy mô kích cỡ khá to, đúng không ạ à, Tấn công và có thể gây nổ rất lớn Nó khác với loại cánh à, kiểu trực thăng là nó sẽ thả, có cái loại bốn cánh ấy Nó sẽ thả các cái loại à, à, chất nổ từ thẳng đứng xuống Còn các loại có cánh thì nó sẽ đâm, nó bổ nhào và đến tầm 2 giờ 2:30 chiều Moscow thì lại có thêm một đợt tấn công nữa và cũng là loại cánh cố định và phòng không nga đã phát hiện và tiêu diệt ở khu vực uh, Kaluga như vậy là trong ngày hôm qua thì Ukraine đã uh, tấn công vào Moscow 3 đợt còn lại một đợt vào Bengorod một đợt vào Bryansk và một đợt vào bên, um, ở khu vực curs có bốn cái bị bắn hạ ở khu vực curs như vậy ngày hôm qua rất nhiều chúng ta có thể thấy là đấy là một trong những đợt tập dượt đúng không ạ tất cả những vụ này thì nó đều không gây ra những cái thiệt hại đáng kể gì nhưng mà nó mang thứ nhất làm gián đoạn những vấn đề liên quan đến máy bay dân sự và quý vị cũng nhớ là hôm qua chúng tôi cũng nói với quý vị đấy cũng giống như usv của ukraine họ làm trên biển đúng không ạ làm gián đoạn và ảnh hưởng thiệt hại rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới dân sự của các cái tuyến đường hàng hải và ở đây thì cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cái vấn đề dân sự và hôm nay họ lại tấn công rất gần rất nhiều gần đến sân bay kaluga sân bay saikovia và cả vùng ben Gros cũng gần sân bay bốn cái uav tấn công vào ben Gros gần sân bay rồi uh, cũng là tấn công vào Moscow cũng gần sân bay Poroskoye. như vậy là tất cả đều làm cho cái hệ thống uh, hàng không của nga nó rối loạn tôi cảm tưởng là đợt tới ukraine sẽ tấn công rất nhiều nhắm vào các cái loại sân bay uh, dân sự quân sự sân các loại máy bay cỡ lớn đúng không ạ các loại máy bay vận tải có khả năng trong những uh, trong tuần này hoặc là tuần sau và như vậy chúng ta sẽ thoát khỏi chương trình uh, À, liên quan đến tấn công chiến thuật bằng một cái um, kết luận, đúng không ạ, là ngày 24, ngày độc lập của Ukraine. À, với việc Ukraine đang thất thế trên chiến trường, à, chúng ta đã từng nói rồi, và với việc họ cũng đang tìm ra được những cơ hội để tấn công bằng UAV, USV, à, rất lợi hại trong thời gian vừa qua. Và tất nhiên cũng để đáp lại những đòn tấn công uh, gây thiệt hại rất nhiều từ phía Nga cho Ukraine, họ sẽ tổ chức những đợt tấn công rất lớn bằng UAV, USV trong đó các mục tiêu sân bay, bến cảng, đúng không ạ, kho tàng, bến bãi, sân bay dân sự, quân sự, vận tải, vân vân, các uh, tuyến hàng hải quân sự, dân sự, uh, cầu Crimea, bến cảng uh, Sevastopol uh, sẽ rất nhiều. Như vậy là phía Nga sẽ phải trải qua một tuần đề cao cảnh giác à, một tuần hoặc hai tuần sắp tới đấy là ít nhất là những gì chúng ta cảm nhận nó rất rất dễ xảy ra đúng không ạ còn có thể sau đó sẽ có những thứ khác nữa nhưng mà tạm thời chúng ta thấy là những cái thông tin đấy à, gần như là nó đã có một cái sự tích lũy từ rất lâu rồi chuẩn bị cho việc này và Okina cũng đã hứa sẽ làm cái việc đó rồi cách đây à, hơn một tuần đấy, cho nên bây giờ chắc chắn chỉ còn là đợi, chờ đợi sự tiến hành của họ thôi và chúng ta đến với tin cuối liên quan đến việc này liên quan tới vụ tấn công của Nga vào một cái phòng họp uh, của uh, uh, cái gì nhỉ? Quân ủy. Nôm na là cái uh, những cái người chỉ huy cao cấp ở khu vực chiến trường Kubian Kharkov nơi đang diễn ra cuộc họp. Đấy và ở ngoài đó có 40 cái xe, có cả những phù hiệu phát xít ở trên cái xe như vậy nữa, cho thể uh, cho thấy có thể có một cái uh, À, sự tổn thất rất lớn của Ukraine liên quan đến nhân sự cao cấp Ở khu vực Kupyat đang diễn ra chiến trường nóng bỏng Bây giờ chúng ta đến với những cái diễn biến diễn ra trên uh, mặt trận Ở à, khu vực Kherson vâng, Phía Nga họ thông báo là họ bắt được một cái con UAV Trông nó cũng khá lạ Đây, Sau khi mà tác chiến điện tử thì họ lại bắt được uh, Bắt hạ cánh được cái con này xuống Ở khu vực đập Kakovka Nhìn nó rất lạ đúng không ạ Và phía Nga đang tiến hành nghiên cứu Đây là đợt tấn công vào khu vực đóng quân của Ukraine Ở cái khu vực giữa đấy Quý vị nhìn thấy cái khu vực đảo chưa Giữa hai bờ sông Sau khi trinh sát của Nga tìm ra được một khu vực vừa đóng quân vừa khu vực kho đạn Và tích lũy rất nhiều cái đơn vị của Ukraine ở đó Thì phía Nga đã tiến hành sử dụng bom để bỏ bom vào khu vực này và một vụ phát nổ khá lớn, không biết thiệt hại đến đâu. Vâng Đây là hình ảnh uh, bắt một cái uh, một cái một cái người phá hoại uh, là một trong những người quản lý của công ty đường sắt uh, Odessa đang định tấn công vào cái khu vực đường dây ở Khe Son. Vâng, một tin nội bộ nhưng mà bị lạc nhầm vào. UAV của Nga tấn công vào các đài quan sát, các loại anten, các loại anten phản pháo, anten tác chiến điện tử. Đấy. Hai con UAV không biết là UAV gì và nó lao vào chính xác đến mức độ như vậy. Vâng, rất nhiều thông tin liên quan tới um khu vực Kherson chủ yếu là diễn ra những hoạt động tấn công bằng UAV pháo kích, tên lửa. Lại pháo M777 cộng với kho đạn bị tấn công và hủy diệt ở khu vực Kherson. Một nhóm trinh sát phá hoại của Ukraine tiến gần tới đội hình của phía Nga bị phát hiện vâng chúng ta đến mê thông tin cuối đi bởi vì nhiều quá chúng ta bỏ qua video về bom của FAB của nga dẫn đường tấn công vào bờ bên kia ở khu vực Belyav nơi mà đang tích lũy rất nhiều quân của ukraine hướng đó như vậy thì chúng ta thấy là trong ngày hôm qua hoạt động của phía nga tấn công về phía bên bờ bên kia và bên giữa bờ sông của ukraine rất nhiều ở hướng Kherson, Ukraine thiệt hại 45 binh sĩ, 8 xe và 2 khẩu pháo. Bây giờ chúng ta lên với mặt trận Zaporizhia, nơi diễn ra cuộc tổng phản công ở hai hướng Orypki và hướng Uzozayer thông tin liên quan đến những cuộc tấn công của ukraine trong ngày hôm qua thì nó rất nhiều bởi vì quý vị thấy đây là một trong những tâm điểm đúng không ạ? và nó rất nhiều nguồn nó đưa tin trái ngược nhau kể cả nguồn uh, thân nga nó cũng lộn xộn mà thân ukraine cũng lộn xộn nguồn độc lập cũng khá lộn xộn nhưng mà chúng ta có thể lấy cái bản đồ uh, này để chúng ta nhìn trong ngày hôm qua thì ukraine tấn công rất nhiều trên toàn mặt trận ở hướng rabutine uh, những hướng tấn công phụ của họ vào hướng novoropoka phía nam của novoropoka uh, ở hai khu vực này phía tây bắc của Vebone, đặc biệt là các hướng tấn công sau khi đã khoét vào mặt trận Nga sâu khoảng độ vài trăm mét ngày hôm qua thì ngày tối họ lại tấn công thêm đợt nữa nhưng mà bị Nga đẩy lui các mũi tấn công bên này. Hướng tấn công ở nàng ở phía đông bắc vào Rabutine, hướng tấn công vào chính uh, phía bắc của Rabutine đã đẩy quân uh, Nga xuống phía nam, sau đó quân Nga phản công lại và hai bên trao đổi uh, chủ vài lần trong uh, ngày hôm qua ở khu vực trung tâm, hướng phía bên tây bắc tấn công và khiến quân uh, Nga đã phải rút lui xuống một đoạn. hướng tấn công vào Kopany, phía Nga cũng phải rút lui xuống một đoạn. Uh, các hướng tấn công bên trên này đang giao tranh rất ác liệt. Như vậy là phía Ukraine đã tấn công từ trên hướng Nevtrianka tới tít hới Nova uh, Dropka như ngày hôm qua, nhưng mà lần này họ tấn công ác liệt hơn ở cái hướng này. Và những điểm mà họ đã đạt được uh, trong ngày hôm qua, đấy là phía tây bắc của làng Robotine, phía trung tâm của Robotine. Tuy nhiên thì đây là cái việc họ đẩy phía Nga ra khỏi vùng xám thôi, chúng cũng không phải là vùng chiếm đóng còn ngày hôm trước thì họ chiếm được một khu vực phía tây bắc của uh, phía tây của VBV các hướng tấn công còn lại thì đều uh, mang tính chất cầm chân quân nga và đang chốt lại tại các cái điểm như vậy hiện tại thì phía ukraine vẫn gây uh, sức ép toàn tuyến cho phía nga trong cả ngày bằng các đợt tấn công lớn nhỏ liên miên trong đó có uh, những cái hướng tấn công lớn ở phía chính bắc ở phía tây bắc và cái hướng phía tây của VBV Phía Nga thì họ tích cực tấn công bằng UAV để cắt các cái đường tiếp tế vào các cái trận địa phía hậu phương ngay đằng sau các cái tuyến này của phía Ukraine gây ra rất nhiều những cái thiệt hại. Trong ngày hôm qua thì phía Ukraine họ kêu trời nên bởi vì là truyền thông phương Tây luôn khoe về những lữ đoàn 82, lữ đoàn 46 ở cái hướng này. Và kể từ khi mà phía Nga phát hiện ra những lữ đoàn đấy xuất hiện ở mặt trận này thì họ liên tiếp một ngày đã sử dụng những cái đợt tấn công liên tiếp bằng các loại bom FAB rồi tên lửa tấn công vào những trận địa đóng quân của hai lữ đoàn này khiến cho hai lữ đoàn này bị thiệt hại rất nhiều trong những ngày vừa qua. Chúng ta đến với những cái video. Và đây là video hình ảnh ở khu vực Zaporizhia nơi mà phía Ukraine đang men theo các cánh rừng để tấn công dọc hướng bía hướng đông hướng tây của VBV, tức là phía giữa của hai thị trấn. Đây là hình ảnh một trận đấu tối qua. Xe bọc thép Striker và hình như có cả Leopard nữa khi tấn công xuống Rabune, xuống trung tâm thị trấn và ở phía bên bờ đông thì đã bị pháo kích của Nga tấn công và phá hủy xe Striker và xe Marder Đây là hai chiếc nằm sóng xoài ở trên mặt đất. Việc Ukraine vẫn đang tiếp tục tấn công ở phía bên phải rabutine tại thời điểm này, nhưng mà đến thời điểm này thì họ vẫn chưa vượt qua được cái phòng tuyến chính của Ukraine phía phía Nga. Đây là hình ảnh phía Nga tấn công vào hướng hậu phương rabutine Orikhov phá hủy kho đạn lớn của Ukraine hướng này. Hình ảnh phía Nga tấn công vào trận địa đang rút của Ukraine ở hướng rabutine UAV của Nga tấn công vào uh, xe bọc thép của Ukraine, cũng ở Rabutine. Và trực thăng cá sấu K-52 tiêu diệt xe bọc thép của Ukraine. đây là bản đồ của chính cái, cái người thành lập cái bản đồ mà chúng tôi đang sử dụng như vậy thì phía nga đã rút khỏi cái khu vực phía đông bắc à, tây bắc của rabutine để lui về cái khu vực phía sau nơi có cái cánh rừng bên trái này quý vị nhìn thấy cộng với lại công sự nối từ trung tâm phía nam của rabutine hướng sang bên này để mà củng cố cái trận địa của họ ở đây như vậy phía n... nga còn một cái khu vực những cánh rừng ở phía bên này một số công sự chiến hào cộng với cái phía nam còn lại thì chính phía nam thì phía bên, bên tây bắc của phía nam cũng đã bị phía ukraine họ đã khoét xuống một tí rồi như vậy là trong ngày hôm qua thì ukraine đã tiến và kiểm soát toàn bộ cái khu vực phía bắc của thị trấn Rabutine. phía trung tâm thì là cái khu vực vùng xám vùng xám phía trung tâm và phía tây bắc của phần phía nam còn lại là vùng xám những thông tin từ phía ukraine cho biết về việc họ kiểm soát Rabutine là những cái thông tin có thể nói nó cũng giống như phía bên nga thôi họ rất háo hức đúng không ạ để chờ đợi một cái sự sụp đổ của Lavutine phía nga cũng vậy họ cũng rất háo hức sụp đổ của Sinkovka và Petropalivka cho nên là họ luôn tung ra những thông tin mang tính chất là cầm đèn chạy trước ô tô quý vị có thể thấy là với việc là truyền thông phương tây cũng như truyền thông nga họ luôn đưa ra những thông tin về việc là với việc xuất hiện của lữ đoàn dù độc lập số 28 lữ đoàn dù xung kích và à, cả lữ đoàn à, dù độc lập số 46 ở hướng này cùng với xe Mazda Striker Challenger 2 thì có thể là phía Ukraine đã tung ra những nguồn lực cuối cùng cho cuộc tổng phản công và trước khi họ bị mất toàn bộ động lực liên quan tới cái cuộc chiến cuối cùng của họ ở cả mùa năm nay. Đấy, như vậy thì sau khi có thông tâm như vậy thì phía Nga họ đã khai thác rất nhiều, đúng không ạ? Họ khai thác, đánh vào cái chiến tranh tâm lý. Quý vị đang, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến tranh tâm lý cực kỳ khổng lồ của hai bên bởi vì nó vào cái giai đoạn nó khốc liệt nhất, đúng không ạ? Cho nên rất nhiều tin vịt, có thể khẳng định là như vậy quý vị ạ. Đây quý vị có thể tham khảo một vài những thông tin của những anh lính ngoài mặt trận của Zaporizhia, của Ukraine. Ở hướng Bắc Mút, Bediansk, và Rabutine. À, chúng ta không thể tin vào những thông tin của kẻ thù. À, mặc dù những thông tin đấy có vẻ ngọt ngào đi thế nào đi chăng nữa, tức là có những thông tin người ta tung về việc là phía Nga đã rút khỏi khu vực đó vào ngày hôm qua do chính cái người à, phụ trách báo chí của Nga ở hướng này, nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ vẫn đang à, ở trong thị trấn. À, nhìn chung thì mọi việc đang rất xấu đối với kẻ thù của chúng ta ở hướng pitune hướng Rabutine. Ở Andripka thì những kẻ chiếm đóng đang bị chúng ta bao vây. Nhưng mà bây giờ còn quá sớm để nói về chiến thắng của chúng ta ở hướng Andripka. Nhưng mà dường như họ đang sẵn sàng để uh, chiến đấu tới cùng để chết cho Stalin. Vâng, chắc là đang nhầm giữa Stalin với lại Putin rồi. Vẫn có chữ IN ở cuối. Ở uh, cha không thay đổi gì. Kupian Limans thay đổi uh, tối thiểu nhờ sự dũng cảm tuyệt đối và tinh thần uh, chiến đấu và khả năng uh, cái gì chuyên nghiệp gọi là nhất quả đất của chúng ta chuyên nhận quyền chuyên nghiệp cực điểm của binh lính chúng ta vâng còn hướng Adipsky Marinki không có thay đổi và tiếp đến chúng ta đến với lại các mũi tấn công của hôm qua của phía Ukraine họ đánh giạt cái trận địa của bên Kobani À xin lỗi, đây là cái hướng Bremike, nhìn nó hơi quen. Chúng ta sẽ đến với hướng đấy ngay sau này. Như vậy là với những thông tin như thế thì chúng ta đã tưởng tượng được cái trận địa như ngày hôm qua, đúng không ạ? Của Ukraine đang vây ép à Nga rất nhiều. Còn tôi cảm giác như là phía Nga họ cũng đang cố nhử Ukraine vào bởi vì thông tin hôm qua chính thức thì họ nói rằng họ đã rút khỏi rabutine rồi và sau đó thì quân ukraine đổ rất nhiều nguồn lực vào để tấn công dọc cái bờ khu vực này nhưng mà họ vẫn chưa có thể nói là vẫn chưa làm chủ được rabutine và bây giờ thì trận địa pháo kích hàng không rồi cái loại gì nhỉ mặt trời mọc mặt trời lặn gì đấy cộng với lệnh pháo phản lực đang tiếp tục nã vào cái trận địa của ukraine ở khu vực trung tâm và các cái khu vực ở uh, 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 VBV Chúng ta sang với hướng uh, Zaporizhia bên phải, có nghĩa là hướng nam đột nhát khu vực lân cận của Uleda. Với thông tin của um, cái uh, bản đồ này cho như này cho thấy là ngày hôm qua thì phía Ukraine đã uh, tạo được thêm một vài bước tiến sang bên phải, tức là cái hướng của Pritune đúng không ạ? Đấy và không có gì thay đổi hướng kia. Đây, chúng ta thấy là đây chính là cái vùng mà họ đã uh, đánh được ngày hôm qua. Như vậy là phía Ukraine cũng không vội vàng tấn công mạnh xuống phía dưới. Ngày hôm trước thì họ khoét một điểm bên này, còn bây giờ họ khoét bên này. Sau đó hôm qua họ tấn công xuống Pritune. Đấy, họ rồi họ tấn công vào Novo uh, uh, Donet ở phía bên phải và hai mũi tấn công này của họ đều thất bại. Mũi tấn công này ngày hôm trước của họ sau đó hôm qua họ tấn công vào đây thì thất bại, chúng tôi cũng đã mô tả cùng quý vị. Còn mũi tấn công này của họ khoét được một điểm ở đây. Các đợt tấn công trinh sát của Ukraine tiếp tục cử từ hướng Uzhhorod -e xuống và Staromajor xuống Gavitne. Chúng ta có nhiều video liên quan tới các đợt sinh sát đấy đều bị phía Nga đẩy lùi. Như vậy là ở mặt trận này thì trong ngày hôm qua Ukraine thực hiện một loạt các cái đợt tấn công nhỏ nhưng mà có một cái đợt tấn công của họ vào khu vực này và họ đã chiếm được cái phần này nhờ cái việc tấn công áp sát vào trận địa Nga từ hai cánh. Cái điểm này của Nga thì nó khá mỏng bởi vì Nga đã rút và củng cố trận địa của họ ở cái khu vực này. Chúng ta có thể nhìn thấy đây. Và dọc bờ sông liên tiếp tới khu vực này, tới Pritune. Đây là cái khu vực công sự chiến hào của phía Nga. Đấy, như vậy chúng ta có thể thấy là với cái việc như này thì Nga vẫn giữ được cái trận địa đáng kể à, ngày hôm qua. Một cách tương đối, họ chỉ mất một cái mỏm ở đây thôi. Nhưng mà cái mỏm này cũng chuẩn bị khuyết vào khu vực cánh rừng, dòng sông và cao điểm. Còn lại, nếu Ukraine có thể đánh bung được cái góc này thì họ rất có khả năng họ sẽ gọi là phi quân sự, đúng không ạ? hóa được uh, nga ở cái góc này. Mà nếu mất nga mất cái góc này thì uh, sẽ mở ra cái trận địa như chúng tôi nói với quý vị uh, những ngày vừa qua, đúng không ạ? rất là thuận lợi cho ukraine để có thể mở được một cái um, một cái mặt trận rất rộng đấy, và có rất nhiều cái uh, Uh, cái điểm để mà có thể khuét sâu xuống phía dưới. Còn hiện tại thì uh, nếu mà họ đánh theo cái cách này xuống ra Nê thì uh, có khả năng họ sẽ gặp rất nhiều những cái chắc uh, cái cái khó uh, khó khăn ở phía trước và họ đã bị thiệt hại rất nhiều trong những lần tiến cân tiếp vừa rồi. Phía nga đang tích cực tấn công bằng bom bằng uh, pháo vào khu vực đóng quân và hình thành trận địa của Ukraine ở khu vực này giống như những ngày vừa qua. Và hình ảnh pháo kích của Nga tấn công vào một nơi đóng quân sát biên giới của Uzoyaer với lại Navitne ở phía dưới. Và hình ảnh này chúng ta cũng đã nhìn thấy trong buổi tối ngày hôm qua, phía Nga vẫn tiếp tục tấn công vào những khu vực đóng quân ở Staromajor để cản cái sự gọi là chuẩn bị đội hình cũng như tập trung quân trước khi họ phát động các cái đợt tấn công lớn sang phía Tây, phía Đông cũng như xuống phía Nam. Ở khu vực Nam Donetsk, Uleda này, Ukraine thiệt hại 110 binh sĩ, 4 xe và 3 khẩu pháo. Còn ở khu vực phía bên bên trái, tức là hướng Zaporizhia chúng ta đã đi qua, Rabutine đấy, thì phía Ukraine thiệt hại 80 binh sĩ, 7 xe và 5 khẩu pháo, cộng với một anten phản pháo ANTPQ-50. À, mất một kho đạn lớn bị à, tên lửa của nga tấn công và phía nga đẩy lui 5 đợt tấn công lớn cộng với rất nhiều những đợt tấn công nhỏ xung quanh của lữ đoàn số 82 và lữ đoàn số 46. Chúng ta sẽ đến với lại à, các khu vực à, bên phía Donetsk. Hôm qua thì chúng ta không có thêm thông tin ở khu vực Novomikhailovka nhưng mà chúng ta biết là phía nga đang chuẩn bị rất nhiều thứ, đúng không ạ? À, chúng tôi cũng phải nhắc lại về việc là trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã đăng một hai cái video nó đã có cách đây từ rất lâu rồi đấy, và <laughs> đấy là từ những tài khoản rất uy tín của nga ở trên telegram điều đó nó cũng nói lên một việc là phía nga đang tung ra rất nhiều những cái video để mà củng cố để mà gọi là tuyên truyền, đúng không ạ, liên quan tới những cái thiệt hại, đến những cái uh, sự hoành tráng của Nga và sự thất bại của Ukraine ở cái tuyến đó. À, đặc biệt là về cái uh, khu vực Rabutine, nơi mà có cái hai cái lữ đoàn mới, họ mới đến, là cái lữ đoàn mà tinh nhuệ đó, đúng không ạ, để mà làm cho tinh thần quân Ukraine sẽ gặp rất nhiều rắc rối trong thời gian uh, sắp tới, để họ chuẩn bị mở một chiến dịch uh, quân sự lớn như tôi vừa nói cùng quý vị vâng ở Krasnohorivka, mọi việc vẫn diễn ra hàng ngày như thế phía nga vẫn đang tiến đều đều trên các cái mặt trận trinh sát tấn công UAV và pháo kích vào trong thị trấn Adipka không có thông tin gì đáng lưu ý ngoài việc phía nga đang củng cố trận địa ở ngã ba sau khi họ chiếm được cái khu vực này một cách bất ngờ ngày hôm qua Kudimika, phía nga hôm qua phản kích chiếm lại một vài vị trí ở phía tây của Kurimika, phía tây bắc Kurimika. Phía Nga giữ vững trận địa ở Andripka. Phía Nga phản kích ở Kikitsha. Thất bại ở phía bắc. Và giữ trận địa ở phía nam. Phía Ukraine sau khi tấn hành những cuộc phản công ngày hôm qua, thất bại ở phía dưới. Thì họ sau đó họ phản họ phản công vào hướng này, thắng lợi của phía phía bắc của Kikitsha. Đêm nay thì họ tổ chức tấn công vào Kikitsha một lần nữa tuyến phía nam và họ đẩy lui quân nga ở phía nam của thị trấn đây chúng ta có thể nhìn thấy họ đẩy lui uh, thêm một đoạn nữa tức là trước thì họ đóng ở cánh rừng và cái phía dưới này còn hôm nay thì họ đẩy lui thêm được khoảng độ vài trăm mét khoét vào phía nam nhưng nhìn chung thì chúng tôi cũng thấy là phía ukraine họ, tuy họ còn rất nhiều nguồn lực nhưng họ đang đánh mất đánh đi một cái cái đà đúng không ạ còn bây giờ họ đang quay trở lại để mà tập trung quân cũng như là các cái trận địa pháo và uav đang tiến hành quay trở lại tấn công vào mặt trận hậu phương của quân nga như vậy có thể nói là họ cũng sẽ mở thêm các cái đợt tấn công lớn nữa với việc là vẫn tìm mọi cách để bảo vệ được cái nơi đồn trú cánh rừng với lại cái chiến hào cái công sự của họ cái phía bắc rất là rất kiên cố ở khu vực này, sát đường tàu. Phía Nam qua mất vài cái xe ở đây, còn phía Ukraina mất mười mấy, hai mươi cái xe ở khu vực này. Trong thị trấn, uh, 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 trong thành phố Bakhmut thì hai bên bắt đầu giao tranh uh, nóng trở lại. Uh, ở hai, kể cả hai đầu cầu và khu vực trung tâm sát với lại uh, phía Kromove ở phía trên. Không có thay đổi nhiều, nhiều ở trên cái mặt trận. Như vậy là đây cũng là những diễn biến mới so với những ngày gần đây giao tranh nhưng mà không biết bên nào tấn công. Còn hôm qua Ukraine cũng mở một đợt tấn công nhỏ men theo đường tàu tấn công xuống vào mặt trận B-K, sau đó thì vị phía nga đẩy lui như vậy đợt tấn công không có tạo được cái tình huống đáng kể nào. Tất cả những mũi tấn công của Ukraine ở hướng phía tây bắc ngày hôm qua thì đều thất bại ở hướng phía bắc thì cũng không có cái thông tin gì đáng lưu ý trong ngày hôm qua ở hướng bắc mút như vậy mặt trận bắc mút đến 24 giờ qua khá trầm lắng ngoài việc ukraine tạo được một chút lợi thế ở khu vực phía nam của Kikicha không đáng kể tính tới trưa ngày hôm qua ukraine thiệt hại 225 binh sĩ ở hướng này à, 9 xe 3 khẩu pháo một anten tpq 36 như vậy là rất nhiều anten bị tiêu diệt trong mỗi ngày mà không hiểu là ở đâu nó lại ra nhiều anten TPQ của Mỹ đến mức độ như vậy. À, tính tới trưa ngày hôm qua thì Ukraine vẫn thiệt hại nhiều ở cái hướng này. Không biết là đến ngày mai thì thông số sẽ ra làm sao. Giao tranh ở chiến trường Sivak-Liman vẫn diễn ra ác liệt ở Biholoripka và dọc theo cái cánh rừng ở đây. Chúng ta biết là bây giờ với việc xuất hiện của các cái đơn vị mới của Ukraine ở đây thì họ liên tục đẩy lui được các đợt tấn công của Nga cộng với việc là họ cũng tổ chức các cái đợt tấn công y xèo liên tục vào khu vực này và cũng bị các đợt tấn công của Nga đẩy ra. Như vậy với việc là bổ sung các nguồn lực thì Ukraine tạm thời vẫn giữ vững được cái chiến tuyến của họ ở hướng này cho tới khi mà họ sẽ bị tiêu hao đúng không ạ? Thì lúc à, sau đó thì nó sẽ giống như những lần trước là phía Nga sẽ sau khi tiêu hao xong họ sẽ lừ lừ họ tiến về cái phía bờ sông này, à, bờ sông Donetsk từ nhiều hướng để mà bao vây cvk ở phía dưới còn hiện tại thì chúng ta thấy là phía ukraine họ vẫn đang còn rất sung sức nhờ cái mặt trận pháo kích uh, mặt trận pháo vâng uh, hiện nay họ có thêm cả rất nhiều uav điều lên tuyến này và tấn công vào những hậu phương uh, họ thậm chí có đánh chặn được cả một những cái đánh hủy được những cái con uh, uh, súng cối lớn Tupan khổng lồ của nga ở tuyến sau trong ngày hôm qua khi mà cái con Tupan này nó nhằm để nó nã vào cái thị trấn Toske, uh, giáp biên giới với Toske của Ukraine, gây thiệt hại rất nhiều cho cái tuyến công sự của họ ở đây. Và pháo của Ukraine ở đây cũng rất mạnh. Đấy, và như vậy thì chúng ta thấy mặt trận này tuy nó không có đột kích, đột phá đáng kể, nhưng mà giao tranh nó diễn ra rất ác liệt trong uh, nhiều nhiều ngày qua. Ngày hôm qua thì phía Ukraine vẫn tiếp tục tung ra những đợt tấn công nhiều vào hướng này. Và phía Nga quay trở lại thế phản uh, thế phòng thủ thụ động ở cái khu vực uh, Toske. Có những thông tin là giao tranh đang diễn ra ở cái góc phía tây nam của Toske và phía Ukraine đã uh, đột kích được vào khu vực phía tây nam nhưng sau đó phía Nga đã dùng cái bom uh, bão mặt trời mọc ở cái khu vực này và toàn bộ cái trận địa của Ukraine bị uh, đốt cháy trong đó sau đó thì phía Nga lại quay trở lại chiếm. Hướng trên của Toske, Makipka cũng chưa có thông tin gì đáng lưu ý. Toàn bộ tuyến này cho tới uh, tít khu vực phía uh, thị trấn Novosilivka uh, ở khu vực Kumimika thì uh, không có thông tin gì thêm ngoài cái uh, thị trấn này. Phía Ukraine đã không hiểu tại sao họ đã bằng mọi giá mở rất nhiều những đợt tấn công từ hướng giữa, xuất kích từ hai làng Berestove về phía nam uh, Stemilenka từ về phía bắc tập trung ở đây rồi tấn công quay trở lại Novo Novoliviska vâng nói là không hiểu thôi nhưng rất dễ hiểu bởi chúng ta biết là những chuyện đang xảy ra ở phía trên đúng không ạ tất cả chỉ vì cái việc nga đã đánh chiếm cái này bất ngờ rồi sau đó họ mặt trận ở phía Kupian và nhờ cái đường cái ở đây à, quốc lộ ở đây nga đã hành quân lên rất nhanh để bao vây trung tâm mấy cái trung tâm thị trấn phía trên cho nên là ukraine đang tìm mọi cách để quay trở lại phản công ở hướng này nhưng tất cả những cái đợt phản công của họ liên tiếp trong ngày hôm qua ở cái hướng novo uh, này đều bị uh, thất bại trong ngày hôm qua thiệt hại khá lớn nhiều xe bị phá hủy tại chỗ như vậy uh, chúng ta sẽ thấy là uh, đây là một trong những cái điểm mà tuy nó nhỏ đúng không ạ nhưng mà như chúng tôi nói quý vị là nó có võ nó đã thu hút rất nhiều cái nguồn lực của ukraine mất rất nhiều quân vừa đóng để chấn ải hai cái thành này và cũng mất rất nhiều quân để quay lại để đánh chiếm nhưng mà cũng uh, uh, lần trước thì họ quay lại họ chiếm được một nửa nhưng mà cuối cùng cũng bị đẩy lui ra còn bây giờ họ lại quay trở lại một lần nữa và chúng ta vẫn thấy là họ vẫn đang uh, hứng chịu tổn thất và thua ở cái hướng đó. Ở hướng Krasnoliman này thì Ukraine thiệt hại 75 binh sĩ, uh, 5 xe, một khẩu pháo. Mặt trận của các đơn vị uh, lữ đoàn số 42, 63, 67, 95 bị tấn công, uh, bị Nga tấn công pháo kích và tên lửa ở Jampolia, Serebankia và Girolorovka. Như vậy là một mặt trận vẫn hứng chịu đủ các cái đợt tấn công của Nga ở các cái thị trấn mà họ đang cố thủ đằng sau. Còn bây giờ chúng ta đến với nơi quan trọng nhất trong khu vực này. Trước khi đến khu vực này thì chúng ta sẽ phải nhìn thấy toàn cảnh của cái trận đấu khắc cốp Kupia, đúng không ạ? Và nó có thể là một cái điểm mở đầu cho một cái chiến dịch rất lớn của Nga. Chúng ta biết là trong mấy ngày trước đây thì ông Putin đã xuống Rostov-on-Don. À, sau đó những thông tin liên quan tới Wagner ngày hôm nay chúng ta lại thấy Wagner xuất hiện ở Châu Phi à, như vậy thì không biết là video đấy đã đăng từ những ngày như nào nhưng mà những thông tin nó rất là liên hệ tới nhau rồi tuần trước thì chúng ta thấy là phía Nga tung rất nhiều thông tin về việc là Ukraine đã sơ tán thêm à, không phải tuần trước mà ngày hôm qua đúng không quý vị à, ở khu vực Kharkov này phía Bắc ở Bengorod rồi là 53 cái định cư khu định cư ở phía Kupian cũng bị sơ tán rồi họ tung thêm những thông tin nó hơi vội vàng về việc Kubian bị thất trận, cầu bị phá, đúng không ạ, mặt trận sụp đổ ở hướng phía Tây Nam, rồi Petropalipka bị vây hãm, rồi các quân đoàn bị đánh tơi tả, rồi các khu vực Bắc Mút đang mất đà, rồi Zaprizia, các lữ đoàn tinh nhuệ đang bị phía Nga tấn công nhiều gây thiệt hại những cái đơn vị ở cuối. Đấy, có nghĩa rằng là những thông tin của Nga cho thấy kể cả những thông tin như tôi vừa nói quý vị họ tung ra một vài video cũ mang tính chất rất hoành tráng đúng không ạ? của những cái trận địa mà đè bẹp trận địa của của Ukraine thậm chí cả cái video mà có người ba bốn người bị bắn tung lên hôm qua đấy quý vị đấy là một cái video mà nhiều quý vị nói bảo là nó từ lâu rồi thì tôi cũng không biết là nó lâu hay chưa nguồn của phía nga thì họ tung ra là mới nhưng mà rất có thể nó nằm trong một cái chiến dịch gọi là tuyên truyền gọi chúng ta gọi là tung hỏa mù đấy của phía nga để mà tất cả mọi thứ dồn vào thứ nhất là đánh vào tâm lý của Ukraine là quân của Ukraine đang sụp đổ trên toàn mặt trận hiện nay thì trong lòng dân chúng Ukraine những ngày vừa gần đây là thông qua cả những tờ báo của nga tờ báo độc lập tờ báo của phương tây cho thấy tình hình ngoài mặt trận nó không như là những gì mà phía Ukraine từ trước nói đến đây đúng không ạ đấy cộng với những việc bây giờ nó tiếp tục thông tin về việc sụp đổ ngoài mặt trận nữa mà chủ yếu là phía nga tung ra thì ở trong lòng dân chúng và dư luận công luận của Ukraine bây giờ đang gặp rất nhiều những vấn đề liên quan tới việc đó. Đấy. Thứ hai nữa chúng ta thấy những thông tin như tôi vừa nói quý vị có thể phía nga tung ra để mà thu hút toàn bộ những cái uh, đại khái là những cái truyền thông đúng không ạ, những con mắt truyền thông trong và ngoài nước uh, ở khu vực Kuban Kharkov, chúng ta đọc chúng ta cảm tưởng như nó nó thất thủ đến nơi rồi, đúng không? Đấy nhưng mà phía Ukraine thì họ chưa có thừa nhận cái việc như vậy. Và như vậy với cái việc mà Nga tung ra những thông tin như vậy cộng với những thông tin liên tục những người ra hàng, người bị bắt uh, vân vân trong thời gian gần đây thì có thể họ đang chuẩn bị cho một cái chiến dịch nào đó siêu to khổng lồ mà chúng ta cũng đã từng phân tích trong suốt những ngày vừa qua đúng không ạ? Ở hướng uh, đông bắc, ở hướng bắc, hướng tây bắc của Ukraine, tức là ở các tỉnh biên giới và thậm chí biết đâu đấy như nhiều quý vị nói nó cũng có thể diễn ra ở khu vực phía Đônét đúng không ạ? Hoặc là nhiều quý vị cũng có thể nói diễn ra ở khu vực phía Khe Son hoặc là Odessa. À, nhưng mà chúng ta chưa thấy những dấu hiệu ở đây. Dấu hiệu bằng không dấu hiệu ở Donetsk 10%, dấu hiệu uh, ở khu vực Bắc Mút, tầm chỉ 10% thôi, 20% nếu có phản công chỉ chiếm lại cái khu vực đã mất thôi. Còn lại thì khu vực Kupian họ đang làm rồi, như vậy chỉ có lại khu vực khắc cốp hoặc là các khu vực biên giới Sumy, Chekhivy. À, và như vậy là sẽ 70% còn lại nó sẽ diễn ra ở những khu vực này. Đấy, và chúng ta sẽ chờ những cái thông tin liên quan tới việc đó. Còn bây giờ chúng ta đến với những diễn biến còn lại của khu vực Kupia Đây, chúng ta có thể thấy đây là một đợt uh, tấn công của Ukraine vào hướng uh, Novoselovkio. Như chúng tôi vừa nói quý vị, họ bằng được, họ chiếm lại cái khu vực đó. Nhưng mà đợt tấn công nào thì cũng bị uh, uh, cái uh, sư đoàn tăng cận vệ số 1 của Nga, họ uh, bẻ gãy. Đây là hình ảnh của những chiến binh Azov. Đây là người được chỉ huy Azov đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ thì ông này đã có mặt ở ngoài mặt trận ở khu vực uh, Sivek Liman. Hiện tại thì bom của Nga đang tấn công rất ác liệt trên toàn tuyến Kupian. Rất nhiều nguồn tin uh, từ các nguồn uh, rất uy tín trên mạng thì cho biết là phía Ukraine đang có một cái sự rút lui không chỉ ở khu vực Sinkovka mà còn cả ở Petropilica và thậm chí là khỏi cả cái bờ đông của Kupian sau khi mà có những thông tin về việc cái cây cầu bị đánh sập. Tại thời điểm này thì phía Ukraine thông báo về việc là đang chuyển thêm hai lữ đoàn ở hướng Zaporizhia lên hướng Kupian để chặn đứng quân nga. Đây là theo thông tin của một cái kênh có rất nhiều lượt theo dõi, hàng triệu lượt theo dõi của Ukraine. Như vậy là có một cái đợt uh, gọi là viện binh rất lớn lên. Như vậy thì nó ngược lại với lại cái thông tin về việc là Ukraine có thể rời bỏ Kupian, đúng không ạ? Hoặc là có thể họ đưa lên để mà chấn giữ được cái khu vực phiên trái cái bờ sông thôi, bên phía tây của bờ sông và chúng ta cũng biết là phía ukraine trong những ngày gần đây thì họ tụng, cũng tung ra những chiến dịch thông tin hỏa mù có việc là rất nhiều lữ đoàn của họ đang à, từ phía miền tây hành quân tới kuban để đang thành lập mặt trận để chặn đứng được phía quân nga nhưng mà phía nga thì cho biết rằng là các cái quân đoàn đấy lên nó là những cái đơn vị nhỏ và nó không mang theo thiết bị trang thiết bị vũ khí không có đạn không có các cái dấu hiệu có tên lửa lắp trong các khu vực đạn pháo này nọ tức là không sẵn sàng chiến đấu Đấy, và như vậy có khả năng đấy là những thông tin phía Ukraine đưa lên để mà cho phía Nga cũng như là dân chúng họ yên tâm. Cũng thêm một trận đấu nữa của Ukraine tấn công nhằm quay trở lại chiếm Novo Selivke và lại bị thất bại, lại có xe nằm xuống. Người phát ngôn của quân khu phía Nam hướng à, quân khu uh, phía Liman Kupian của Ukraine tuyên bố là phía Nga đã uh, tập trung được 45.000 quân, 500 tăng và 3.000 khẩu pháo cộng với 150 khẩu pháo phản lực ở hướng Liman Kupian. Như vậy nó chỉ bằng một nửa so với những gì họ đã nói trước đây, đúng không ạ? Trước đây họ nói là có 100.000, 1.000 tăng và mấy trăm khẩu pháo, uh, 300 khẩu pháo phản lực còn không nói trăm pháo kia. Tương đương với việc là một nửa so với lại họ nói cách đây khoảng 3 tuần. Vâng, đến bây giờ thì chúng ta xác định là thông tin video này hôm qua chúng tôi đưa cho quý vị về việc là quân Nga đã tiến vào Kupian là... là uh, Sinkovka là tin giả nha quý vị nhé. Do chính phía Nga tung ra. Phía thân Nga tung ra. Đây là một thị trấn ở trong khu vực Lugan. Hình ảnh là hình ảnh... Uh, vâng, được xác nhận là con cầu đã bị đánh, bị phá, không biết là nó có sập không. Đấy, con cầu nối giữa hai miền Tây và miền Đông của Cupia. Vâng, bản đồ cho thấy là giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở cái khu vực phía Nam của Sinkovka, cho thấy là phía Nga dường như vẫn chưa hoàn toàn làm chủ thị trấn và phía Ukraine vẫn phản công rất dữ dội ở cái hướng đó. Đến thời điểm này. Tuy nhiên thì như thế nào đi chăng nữa thì Ukraine cũng không còn trong thị trấn nữa và có thể cái phía Nam nó là một cái nơi vùng xám giữa hai bên. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là giao tranh thì vẫn diễn ra ác liệt ở khu vực này. Chúng ta không ghi nhận về việc trong ngày hôm qua phía Nga tiến công và chiếm được cái gì ở cái dọc cái tuyến này trong ngày hôm qua, trong 10 giờ ngày hôm qua, buổi tối hôm qua thì chúng ta đã không thông, thông tin rồi, đúng không ạ? Còn lại thì chúng ta thấy là bây giờ phía Ukraine ít nhất thì họ đang đóng ở tuyến phía Nam và đang giao tranh ác liệt trong một cái vùng xám ở tuyến phía Nam của Sinkovka. Như vậy thì về cơ bản, về mặt chính trị thì phía Nga đã kiểm soát nhưng về mặt trận địa thì vẫn còn đang tiến hành giao tranh rất ác liệt ở khu vực ngoại ô. Và phía Ukraine vẫn đang sử dụng tất cả những cái bãi mìn ở giữa hai thị trấn này để cản bước quân Nga ở dọc cái tuyến này. Đấy, đấy là những diễn biến chúng ta có thể chắc chắn. À, về cái việc như vậy còn lại thì chúng ta chưa biết về việc là phía nga sau khi họ chiếm được xin thì họ có tổ chức ngay các đợt tấn công xuống petro không tình huống ở đây bây giờ nó khá lộn xộn chúng ta chưa biết được có nhiều nguồn tin thì cho biết là các đội quân trinh sát của phía nga thậm chí còn tiến cả vào khu vực kubian đang hoạt động tích cực ở bên phía phía phải của bờ sông ở đây nữa đấy rồi có những thông tin là đang tấn công dồn dập uh, vào có những thông tin liên quan tới việc đang bao vây ở phía cửa ngõ petro nhưng mà những thông tin tôi vừa cung cấp quý vị thì là chắc chắn. Tiếp theo nữa thì có những thông tin có thể nói chắc chắn như này là phía Nga đang từ hướng này đang tiến rất nhanh để cắt con đường quốc lộ ở đây. Các mũi tấn công họ đang tiến về hướng khu vực phía chính tây của Petropalipka và các khu vực phía trên này thì đang tiến nhưng không biết có tiến được thêm không. Còn hướng này thì họ đang tiến dần dần, đang tạo được những cái đà. Đặc biệt là ở cái hướng có bốn cái thị trấn ở khu vực này phía dưới thì phía Nga đang chính thức bao vây cả bốn thị trấn sau khi mà họ đã luồn ra đằng sau chiếm cái con đường quốc lộ ở cái khu vực thị trấn bên dưới mà mà chúng ta vừa mới phân tích của hướng uh, đây Startop Liman đây Kuzimika Novosilivka mà Ukraine đang phản công thì sau khi mà Nga đang chiếm được khu vực này họ đang đánh bung lên trên tuyến đường này rồi bây giờ từ các hướng họ đang quay để mà bao vây toàn bộ cái khu vực này đúng đúng như những gì mà chúng tôi cùng quý vị đã vẽ ra cách đây khoảng một tuần đúng không ạ là bao vây tiêu diệt cái cứ điểm này Đấy. hoặc là nếu họ không có ý đồ quan trọng để mà chiếm bằng được Ukraine thì họ sẽ bao vây để tiêu hao nhưng mà bây giờ là nga đã lộ ra ý đồ từ việc phát triển một cái mũi này như ban đầu là một cái trận đánh mang tính chất chiến thuật để câu kéo nhử nhiếc vân vân đúng không ạ để cầm chân dương đông kích tây rồi đánh vây ngụy cứu triệu tiện tay dắt dê thì bây giờ nó phát triển thành một cái hướng tấn công chiến lược có khả năng tấn công vây hãm Petrovlypka vây hãm Kupian và thậm chí là có thể bao vây Kupian à, nếu như họ vượt qua được các cái khu định cư ở phía dưới này họ có thể tiến thẳng ra phía bờ sông cắt đôi cánh quân và bao vây Cupian và nó phát triển thành một cái mũi chiến thuật và chiến lược ở mức cấp độ rất cao Đấy, nếu họ chiếm được Cupian thì Ukraine có thể nói là sụp đổ về mặt tinh thần. Đây một cái bản đồ trung lập chúng ta có thể thấy là chính ở hướng vừa rồi họ đã đang bao vây bốn uh, cái thị trấn ở đây và bây giờ thì các mũi tấn công của họ sau khi bao vây xong họ có cái ý đồ tiến theo cái đường quốc lộ này men thẳng tới Petrovalivka hướng thứ hai thì thẳng sang phía bờ sông men theo con rừng và dòng sông tới thẳng sông Osko đấy như những gì tôi vừa vẽ với quý vị đúng ạ Vâng, như vậy thì mặt trận Kupian cho dù thông tin chính xác đến đâu thì chúng ta vẫn thấy một cái sức ép nó rất đang rất lớn về phía Ukraine và đang rất có lợi và đang hoàn toàn nằm trong cái thế chủ đựng của phía quân Nga. Ở hướng này, Kupian này thì Ukraine thiệt hại 160 binh sĩ, 7 xe, 5 khẩu pháo, 2 anten ANTPQ-50. Vâng, rất khủng khiếp. 2 anten, À, một kho đạn của Lữ đoàn Vệ binh Lãnh thổ 103 4 à, à, đợt tấn công lớn, phản công lớn của Ukraine bị đẩy lui Của các lữ đoàn số 25, 95 và lữ đoàn cơ giới số 14 Vâng, vẫn không chạy đuột với thời gian, đã lên tới phút thứ 48 rồi Trong ngày qua thì phía Nga lại nâng lên số lượng tổng cộng các đợt tấn công phá hủy à, Các trận địa pháo, nhân sự, vũ khí của Ukraine lên số 167 tăng thêm rất nhiều so với lại ngày hôm qua và so với tháng trước. phòng không Nga bắn hạ một Su-25 ở hướng Major và ba tên lửa Hima Ugan và 36 UAV của Ukraine. Vâng, mời quý vị đến với lại cái thông số thiệt hại của Ukraine trong ngày hôm qua giảm nhẹ so với ngày hôm trước, đúng không ạ? Đây là con số tính tới buổi trưa nhé. Buổi trưa ngày hôm qua cho tới ban đêm thì nó trầm hơn, đúng không ạ? À, so với uh, những ngày trước, đây chúng ta thấy con số ngoại trừ cái máy bay này, UAV này, đấy. Còn cơ bản thì nó chầm hơn ngày hôm trước một chút. Đến thời điểm này thì Ukraine đã thiệt hại 6.237 các cái trang thiết bị vũ khí hạng nặng trong cái cuộc tổng phản công của họ đến thời điểm uh, sau hơn 2 tuần vâng cái nội dung chính của ngày hôm nay thì chúng tôi xin trình bày lại với quý vị và cái thông tin mang tính chất là chiến thuật chiến lược đúng không ạ trên mặt trận thì chúng ta thấy là ukraine vẫn tiếp tục vây hãm ác liệt ở khu vực rabotine và họ đã tạo thêm được một vài những cái sự mở rộng hai bên sườn để có thể đột kích sâu xuống đối với trận địa của nga và phòng tuyến số 1 của nga với sự tập trung điều động của các cánh quân cuối cùng theo như thông tin từ phía nga ở hướng Major thì không có nhiều cái thay đổi đáng kể ngoài việc là họ cũng khuét thêm được sang phía tây một chút ở hướng đốt nhét hai bên đã cầm chân không có sự chủ động đáng kể còn ở hướng phía trên Kupian Kharkov thì phía nga đang tiến hành vây hãm tấn công rất ác liệt từ nhiều hướng ở hướng Liman không có thay đổi đáng kể À, và trong cái thông điệp thì chúng ta thấy là ngoài việc ukraine ở cái giai đoạn này họ cũng ý thức về sự hụt hơi trong chiến trận cho nên rất nhiều những chiến dịch uh, tuyên truyền cũng được tung ra để nhằm vào cái việc chia rẽ này nọ đối với phía nga uh, cũng như là, là những thông tin sai lệch trên chiến trường còn phía nga thì cũng không kém cạnh bởi vì những cái việc đấy thì uh, ukraine cũng vừa học người mỹ và cũng uh, chính học người liên xô À, một trong những bậc thầy về gọi là tung hỏa mù Cho nên là họ cũng diễn tấn hành diễn ra những cái cuộc chiến thông tin tung hỏa mù rất nhiều Từ khu mặt trận Zaporizhia tổn thất Rồi những đội quân cuối Rồi các cái vụ liên quan tới Bakhmut đúng không ạ Rồi những cái đặc biệt là liên quan tới khu vực Kuban, khắc cốp à, Sơ tán dân Rồi những thông tin liên quan đến vấn đề chính trị à, Liên quan tới à, những cái vụ ra à, hàng tố cáo sĩ quan Tố cáo chính phủ vân vân. Có nghĩa rằng họ đang... Đặc biệt là kết hợp với việc ông Putin, ông ấy xuất hiện ở ngoài sát chiến tuyến nữa, cho thấy là phía Nga đang chuẩn bị một cái chiến dịch quân sự nào đó lớn. Đúng không quý vị? Và nó cũng rất là khớp với những gì mà chúng ta cũng đã bàn trong suốt những ngày vừa qua. Và nó cũng khớp với những gì diễn ra ở giai đoạn cuối của cuộc tổng phản công. Và nó cũng khớp với những gì diễn ra trong cái tuần cuối tháng 8, nơi mà sự kiện quốc khánh của Ukraine diễn ra, đồng thời là với những kế hoạch Ukraine tham vọng sẽ tấn công trên quy mô lớn vào lãnh thổ của Nga Vâng, tình hình là tạm như thế quý vị ạ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị xem video về chiến trận vui lòng xem ở dưới cái mô tả của video cũng như là ở cái phần bình luận được găm được ghim trên cùng của video này nhé và đừng quên đăng ký chia sẻ comment like liếc để chúng tôi có thêm động lực làm những video mang tính chất tranh thủ đấy để phục vụ một vài quý vị khán giả à, một lực lượng lớn quý vị khán giả có cái nhu cầu xem những video chiến trận cảm ơn quý vị chúc quý vị một buổi trưa thứ ba à, ngon giấc